Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái channel nhưng mà em chưa 18 đang khá là hot trên TikTok. Rồi ok, thì đầu tiên các bạn phải quay cho mình một cái video. Thì các bạn có thể là quay trực tiếp ở trên TikTok hoặc các bạn dùng cam thường ở máy các bạn quay. Sau đó thì các bạn có thể ngồi la la xem là hát em chưa 18. Channel này nó cũng khá là hài, toàn những bạn hai mấy 30 tuổi, em chưa 18. Rồi, thì sau khi các bạn quay cho xong một cái video thì các bạn sẽ sử dụng cái app CapCut cho mình nha. Rồi các bạn vào app CapCut. Thì ở đây đối với cái channel này thì nó đã có một cái rất nhiều mẫu sẵn, thì các bạn sử dụng luôn mẫu cho nhanh nha các bạn nhé. Còn các bạn edit thì nó lâu hơn, nó bày cho bạn sẵn rồi các bạn lên sử dụng. Các bạn sẽ nhấn vào tìm kiếm và các bạn sẽ ghi cho mình là nhưng mà em chưa 18 hay em chưa 18, các bạn ghi như vậy. Sau đó các bạn tìm kiếm. Sau đi tìm kiếm thì nó ra khá là nhiều cái mẫu như này. Thì mình khuyên các bạn sử dụng luôn cái mẫu đoạn đầu tiên này. Đó, nhảy vào cái mẫu đầu tiên luôn. Rồi thì các bạn sẽ nhảy vào chữ sử dụng mẫu để các bạn bắt đầu làm nha. Thì ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5. Nó có 5 cái, thì cái số 1 là các bạn sẽ chọn video. Và 4 cái còn lại thì các bạn là chọn ảnh để làm cho nó đơn giản thôi. Rồi đầu tiên các bạn sẽ nháy vào video. Sau đó thì mục hình ảnh bên trên thì các bạn sẽ chọn các bạn 4 cái ảnh. Sau đó các bạn nháy vào chữ xem trước, các bạn xem nó khớp chưa. Rồi nó vẫn chưa khớp ở cái video đầu tiên thì các bạn sẽ nháy vào cái video số 1 cho mình. Rồi các bạn nháy vào. Và các bạn nháy vào chữ chỉnh sửa để các bạn cắt nến. Sau đó các bạn nháy vào cái chữ cắt. Và các bạn sẽ cắt đúng cái đoạn mà nó khớp với cả cái câu nói đấy. Nó búng tay xong là wow, em chưa 18. Đó, chỉnh nó khớp rồi thì các bạn sẽ nháy vào chữ xác nhận bên dưới. Rồi như vậy là xong rồi, các bạn sẽ nháy vào chữ xuất ở bên trên là xuất video ra như bình thường thôi nha. Mình chúc các bạn thành công nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.